trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ là trai xin được cạnh chú rể và bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ là gái xin được cạnh cô dâu. Quý vị quan viên họ và quý vị quan khách, và để có được lời phát biểu và chia sẻ thì một lần nữa trở lại mời cô bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ là trai ạ. Xin được gửi lời mời tới bác trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai và nhà gái ạ. Xe lên ra sân khấu ngày hôm nay ạ, xin được gửi lời mời đến hai bác. Còn là tất cả các bác sẽ cùng an toàn tại vị trí trong thư gia chính của gia đình họ là trai ạ. Xin mời hai bác ngày hôm nay. Thưa quý vị quan viên họ và quý vị quan khách, hiện diện trên sân khấu của chúng ta ngay lúc này đây đó chính là những nhân vật quan trọng nhất, đầy và đủ nhất. Chú rể Võ Sơn, cô dâu Trần Giang cùng với hai bác trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái. Và để gửi lời chào, lời cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách thì xin mời cô dâu chú rể cùng với hai bác trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình sẽ bước lên trước một bước nhỏ để cúi chào, gửi lời chào, lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Vâng, xin mời. Vâng, lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình đến từ đơn vị tổ chức thực hiện nhà giàn Thiên Hương xin được gửi tới toàn thể quý vị quan viên nhỏ và quý vị quan khách một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào nồng nhiệt và trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị quan viên nhỏ và quý vị quan khách, qua một thời gian học tập công tác và làm việc thì Võ Sơn, Trần Giang hai bạn đã chính thức tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình, và đám cưới ngày hôm nay cũng là minh chứng cho tình cảm, tình yêu của đôi bạn trẻ và được sự đồng ý của đôi bạn trẻ của chính quyền địa phương cũng như sự tác động của hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái. Và ngay lúc ở đây, quý khách sẽ trị trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Võ Sơn, Tránh Duyên cùng với cô dâu Trần Giang xin phép chính thức được bắt đầu. Quý vị quan họ và quý vị quan khách xin được cảm ơn màn bắn pháo điện đến từ đơn vị tổ chức kiện nhà giàn Thiên Hương đã có điểm cho sân khấu của chúng ta thêm phần lung linh và sáng rỡ nữa. Và kính thưa toàn thể quý vị, anh chị và các bạn thân mến, theo truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta, thì trong mỗi đám cưới không thể thiếu đi những lời phát biểu, những lời chia sẻ của hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Và ngay sau đây, xin được chỉ trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu và chia sẻ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa các cụ ông bà bên họ nhà trai, kính thưa các vị đại diện họ nhà trai, được sự đồng ý của hai gia đình, nhất trí của hai cháu, hôm nay hai gia đình chúng tôi chọn ngày lành giờ lành và tháng cũng lành để tổ chức cho hai cháu. Thế thì thay mặt cho bên đại diện bên họ nhà gái, trước tiên chúng tôi cũng xin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các quý ông quý bà cùng toàn thể trong buổi lễ thành hôn hôm nay. Thay mặt cho bên họ nhà gái thì hôm nay thì trên đường đi chúng tôi cũng đã đưa cháu về đến tới gia đình an toàn, không có một vấn đề gì xảy ra. Khi cháu tôi về đến gia đình thì chúng tôi cũng mong muốn làm sao gia đình cùng với gia đình chúng tôi để tiếp tục con dạy bảo, bởi vì cháu con lớn nhưng cháu chưa có con, vì vậy gia đình chúng tôi cũng mong muốn làm sao để cháu đi thưa về dạ bảo vâng, ra đường người già thì chào hỏi lễ phép đến về gia đình cũng như trong làng xóm, được sự coi như là dạy bảo của các cụ ông bà vì lớn nhưng chưa có khôn, cho nên là gia đình chúng tôi cũng mong muốn làm sao đặc biệt là cháu Sơn và ông bà ở đây cùng cậu cô dì chú bác cùng toàn thể trong gia quyến sẽ tiếp tục coi như dạy bảo cháu để cháu trưởng thành và trưởng thành cuộc sống sau này để cháu có sự tương lai về sau. Thì cuối cùng thì cô cũng thay mặt cho bên họ nhà gái xin kính chúc tất cả các cô ông bà cùng toàn thể gia quyến đại diện ở bên họ nhà trai một sức khỏe, làm ăn thành đạt, gia đình luôn luôn hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, chúng ta hãy thêm một tràng pháo tay để lên nữa để cảm ơn lời phát biểu của bác sĩ này đại diện gia đình ngoài nhà gái đi ạ. Vâng, những tâm tư, những tình cảm đặc biệt đến nữa, những lời chúc mừng ngày phúc tới cô dâu và chú rể được bác sĩ đoàn đại diện gia đình ngoài nhà gái ngày hôm nay gửi tới cô dâu và chú rể. Xin được cảm ơn những lời phát biểu và chia sẻ của bác, và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác sĩ đoàn đại diện gia đình ngoài nhà trai cũng sẽ có đôi lời phát biểu. Kính thưa hội hôn, hôm nay là ngày lành rất tốt, được sự nhất trí của hai gia đình, nhà trai và nhà gái. Nhà trai chúng tôi đã đón cháu về làm dâu gia đình, và trên đường đi về đến nơi đến chốn đã thực sự là an toàn, và chính thức giờ phút này cháu Sơn là sẽ là con rể của gia đình bên nhà gái, và cháu Giang sẽ là con dâu bên nhà trai chúng tôi, và hai bên gia đình đều có trách nhiệm dạy bảo các cháu
và vun đắp hạnh phúc cho các cháu. Nên cho trong hôm nay thì chẳng biết nói gì, thì cũng xin cảm ơn nhà gái và đưa cháu đến đây thì cũng và xin cảm ơn hội hôn một lời chào sức khỏe. Vâng, xin cảm ơn hai lời rất điều của bác trưởng làng trong buổi lễ tình hôn ngày hôm nay. Xin mời bác hãy sao cho một cái bắt tay à, hoặc một cái ôm được không ạ? Vâng, xin mời bác. Và chúc xong cái tình đông đa của hai bên gia đình ngày càng xinh tươi và đời đời bền vững. Xin cảm ơn bác và xin mời bác hãy trở về hàng ghế từ mình ạ, để tiếp tục về những nghi thức dành riêng cho cô dâu và chú rể trên trung tâm trận đấu ngày hôm nay. Thưa toàn thể quý vị anh chị và các bạn thân mến, tất cả các bạn trẻ nam nữ thanh niên, khi các bạn quen nhau, khi các bạn yêu nhau và đặc biệt khi các bạn cưới nhau, thì họ sẽ dành cho nhau một cặp nến cưới. Và trong buổi lễ tình hôn ngày hôm nay thì chú rể Võ Sơn của chúng ta cũng chuẩn bị một cặp nến cưới để trao cho người vợ của mình, đó chính là cô dâu Trần Giang. Và ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng quay vào nhau và cùng thực hiện nghi lễ trao nến cưới từ quý vị. Thưa toàn thể quý vị quan nhân nhỏ và quý vị quan khách, một cử chỉ hết sức ân cần và ý nghĩa được chú rể Võ Sơn của chúng ta cầu hôn cô dâu trước sự chứng kiến ngày hôm nay. Xin cảm ơn vòng nhẫn cưới và xin mời cô dâu sẽ trao nhẫn cưới cho người chồng của mình trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Và ngày hôm nay xin nhẫn cưới của hai bạn có hình vòng tròn, không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc, cũng là minh chứng cho tình cảm của cô dâu và chú rể từ trước tới nay. Từ nay về sau hai bạn sẽ yêu thương nhau đến trọn cuộc đời. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ tiến lại gần nhẫn cưới để cùng cắt bánh cưới trong buổi lễ tình hôn ngày hôm nay. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể sẽ tiến lại gần nhau này. Chúc toàn thể quý vị quan viên họ và quý vị quan khách và trên sân khấu của chúng ta ngay lúc này đây, đó chính là nghi thức rót rượu champagne. Những làn khói trắng đã được lan tỏa khắp các phòng tiệc cưới ngày hôm nay, tạo một hiệu ứng lung linh huyền ảo, tô thêm sắc màu rực rỡ cho tình cảm tình yêu của cô dâu và chú rể. Xin mời chú rể sẽ cùng phun chén rượu champagne thứ hai ạ, và rót ra hai ly rượu phu thê và ba tổ chức của tôi vừa chúng mới chuẩn bị ạ. Chúc toàn thể quý vị anh chị và các bạn thân mến, trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay thì những người làm chương trình đến từ nhà đàm Thiên Hương có chuẩn bị một tầng tắp ly tượng trưng cho sự vững chắc vĩnh cửu, cũng là minh chứng cho tình cảm của cô dâu và chú rể từ trước đến nay. Từ nay về sau hai bạn sẽ yêu thương nhau đến trọn cuộc đời. Và như vậy là cái thức rót rượu champagne cũng đã xong. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ quay lại vị trí của anh nào ạ, cầm lấy hai ly rượu phu thê ạ, và cùng nhau tay trái gần tim để cùng uống rượu sau bôi kết nghĩa phu thê trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Và chúng ta hãy một tràng pháo tay lớn nữa để chúc mừng tình cảm tình yêu của đôi trẻ ngày nay đi ạ. Thưa toàn thể quý vị anh chị và các bạn thân mến, trên sân khấu của chúng ta vừa rồi cô dâu và chú rể đã cạn 100% ly rượu phu thê thưa quý vị. Và xin được hỏi chú rể Võ Sơn ạ, ngày hôm nay có sự cổ vũ rất đông rất đủ của tất cả các anh chị ạ, chúng ta cô dâu và chú rể sẽ nhận được những món quà từ những người thân yêu của mình. Và phần quà đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu và mời trên sân khấu, đó là chuyện tiền của bố mẹ chú rể Võ Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Thì chắc hẳn tất cả chúng ta ngồi đây chúng ta đều có rất nhiều cảm xúc, vì cha mẹ là người vĩ đại nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta.